thông tin và âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định đến đây xin được tạm dừng. Chương trình được thực hiện bởi Phòng Thời sự với sự tham gia của biên tập Tuấn Việt, phóng viên Phạm Tuân, phát thanh viên Mạc Ngọc, Linh Thảo và kỹ thuật viên Xuân Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bài ca đi cùng năm tháng. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Quý vị thính giả thân mến, trong kho tàng ca khúc cách mạng Việt Nam, những bài hát viết về thủ đô Hà Nội chiếm một khối lượng đáng kể. Với không ít người, Hà Nội luôn là nỗi nhớ con người trong mỗi chuyến đi xa, nhớ cảnh yên bình của Hồ Gươm buổi sớm, nhớ mùi hương nồng nàn của hoa sữa trên mỗi chặng đường, nhớ những tiếng ve khi đất trời vào hạ, nhớ cả những sắc đào hồng thắm khi đồng trở sang xuân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với những ca khúc đặc sắc viết về Hà Nội. Mở đầu là bài Em ơi Hà Nội phố. Trong các nhạc sĩ của Hà Nội thì với nhạc sĩ Phú Quang, người con sinh ra ở làng Vĩnh Lộc, làng Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Quê hương ông hiện lên với những giai điệu đẹp, lời ca mộc mạc, giản dị, chứa đựng sự nhớ thương da diết. Đó là một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may. Trong ca khúc Biểu Quân Đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, kết thúc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN AMM 53 và các hội nghị liên quan với việc thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó tuyên bố diễn đàn khu vực ASEAN ủng hộ ASEAN Trung Quốc sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC phù hợp với luật pháp quốc tế. Tiếp tục ghi nhận bệnh nhân ngộ độc do sử dụng sản phẩm pate minh chay, các ca nặng vẫn chưa thể cai thở máy. Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua gây thiệt hại nặng nề tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, hôm nay chính phủ Afghanistan và lực lượng nổi dậy Taliban bước vào cuộc đàm phán hòa bình lịch sử với hy vọng kết thúc phần gần 2 thập kỷ xung đột bạo lực tại quốc gia này.
Việc Bahrain công nhận Israel được xem là cú lội ngược dòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm bầu cử Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiến tới đại hội đồng.